Hôm qua ư ăn ha ư ăn ăn ai lấy xe không phải ư hả đúng từng chi thôi qua bển giờ chờ đi chơi nè. Bây giờ không quay thì che mặt lại trở thành người ẩn danh. Ê thì mất chiếc giam cười nano nữa à. Thôi che là đây ma giả giọng nano. Rồi ok cái bài hết rồi nha. Ê con ếch ếch rớt hả? Ai mà rớt thằng ếch. Rồi ba đúng không? Khi ba mất ủa gì vậy? Ba tới ngươi đó hả thằng heo? Mà chứ là thằng quyền ý thần quy đi à. Năm hả? Thằng mười. Ừ ra. Bỏ heo xuống bao nhiêu? Nằm để thấy. Sao nó to tao? Hai. Đúng ba. Đi. Cái gì ba thằng tư à? Ba tư heo. Hồng. Cảm ơn. Ủa sao đắt game vậy ta? 3 thằng 8 sao nó đắt game thế nhờ? Đó chính là con ma giọng cười nano. Rồi gọi thằng sấy đó. À anh Hưởng rồi nha. Dạ anh Hưởng. Anh Hưởng nước thằng Tư. Úp à? Thằng ca. Yeah hả? Ê thằng heo bỏ xuống lại bạn. Thằng heo con bỏ xuống lại. Đi. Đi hả? Đồ heo. Thằng năm. Ai vậy ạ? Cháu ơi. Trời.